Xin chào các anh chị, các bạn. Xin chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube của PA Marketing. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học. Và hôm nay thì tôi đang ở cơ quan. Hôm nay là một ngày mà Hà Nội mưa rất là ngập. Bây giờ đang là 10 giờ sáng của ngày 12 tháng 8, thứ sáu, và Hà Nội đang mưa rất ngập, cho nên là cơ quan cũng khá là vắng. Tất nhiên là tôi cũng tranh thủ quay một cái video chia sẻ một chút với các anh chị và các bạn. Tuần trước thì tôi vừa đi dạy cho một cái tập đoàn bất động sản về bán hàng và marketing, sử dụng các công cụ marketing online cho cái hoạt động bán hàng các cái sản phẩm bất động sản và huy động vốn của tập đoàn bất động sản. Hiện nay thì cũng có một đơn vị là bất động sản.vn thì cũng mời tôi làm giám đốc kinh doanh cho cái hoạt động bán hàng và huy động vốn. Tuy nhiên thì tôi cũng chưa sắp xếp được thời gian để tham gia. Thì trong tương lai gần thì chúng tôi cũng sẽ có những cái kế hoạch tham gia vào lĩnh vực này, sử dụng cái tri thức về marketing, về quan hệ, về uy tín để có thể giúp cho các hoạt động của doanh nghiệp bán được hàng cũng như là huy động được vốn. Trong bối cảnh ngày nay thì huy động vốn cũng có tiềm ẩn rất nhiều các cái rủi ro về mặt pháp lý. Cho nên là các doanh nghiệp cũng đã thay đổi những cái phương thức huy động vốn. Tuy nhiên thì video này thì ta sẽ không nói về hoạt động huy động vốn, mà ta sẽ nói về hoạt động là sử dụng những cái kênh digital marketing hoặc là những cái kênh traditional marketing cho hoạt động bất động sản thì gồm những cái kênh gì và đánh giá sơ bộ nó như thế nào. Video này chỉ mang tính chất giới thiệu chứ không đi vào chi tiết. Và thế như đã giới thiệu thì tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học. Và đây là những cái thông tin cá nhân của tôi. Số điện thoại, web, email, YouTube, Facebook cá nhân, fanpage, vân vân. Thế thì bây giờ thì chúng ta thấy rằng là marketing online cho ngành bất động sản thì có rất nhiều kênh, có rất nhiều kênh, nhưng mà hầu hết là chúng ta thấy rằng là cái kênh phổ biến đó là kênh quảng cáo Facebook, quảng cáo Google tìm kiếm, Google hiển thị, quảng cáo YouTube, quảng cáo Zalo, và có thể sử dụng thêm quảng cáo TikTok. Và quảng cáo hiển thị trên các cái mạng affiliate hoặc là các cái trang báo điện tử. Cũng có thể sử dụng kênh email marketing, cũng có thể sử dụng các kênh giao vặt và các cái kênh quảng cáo trên các cái sàn thương mại điện tử cũng như là các cái sàn về bất động sản. Thí dụ như là bất động sản.com.vn hoặc là bất động sản.vn hoặc là những cái trang mua bán vân vân. Đó, thì các cái kênh cụ thể là như thế nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ chia thành hai nhóm kênh là kênh marketing online hay là digital marketing, và một kênh là kênh traditional marketing hay còn gọi là các cái kênh marketing truyền thống. Đấy. Thế thì hiện nay các cái tập đoàn về bất động sản thì họ sử dụng rất nhiều kênh, sử dụng đa kênh cả on lẫn off. Trong online thì họ cũng sử dụng những cái kênh như là kênh giao vặt, ví dụ như là bất động sản.com.vn đúng không ạ, chợ tốt, hay là bất động sản.vn, mua bán.net, 123 nhà đất vân vân. Thế thì ưu điểm là khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm các cái thông tin về sản phẩm bất động sản theo nhu cầu, với thông tin hình ảnh cũng khá là chuyên nghiệp, khá là chi tiết. Đối với một người bán bất động sản thì các bạn có thể khai thác những kênh này để đăng tin, và sau đó thì các bạn cũng có thể làm trả tiền quảng cáo một ngày mấy nghìn để cái trang tin của bạn duy trì lên cái trang hàng đầu, đúng không ạ? Thế thì cái ưu điểm ấy là nó cũng rất là dễ sử dụng, nhưng mà cái nhược điểm của nó thì cũng số lượng những người giao rất là nhiều và không phải ai giao cũng có hiệu quả, và chúng ta thì cũng mất phí. Tuy nhiên thì cái phí của nó thì cũng khá là nhỏ, một gói của nó chỉ vài nghìn đồng một ngày hoặc là một vài chục nghìn đồng một ngày, tương đương với vài trăm nghìn một tháng hoặc là 1-2 triệu một tháng. Tất nhiên chúng ta cũng có những cái gói VIP hơn. Đấy, nhưng mà đấy là một vài cái ví dụ, đúng không ạ? Thì cái ưu điểm của nó là như vậy, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái kênh này để bán hàng và để tuyển dụng vân vân. Chúng ta cũng có thể là đăng tin giao vặt trên các cái trang website giao vặt, đấy, rất nhiều những cái trang giao vặt của chúng ta, hoặc là đăng tin ở trên các cái hội nhóm của Facebook, hội nhóm của Facebook. Thí dụ như là bất động sản thổ cư tỉnh X, chung cư tỉnh Y, dự án ABC, dự án XYZ, thì trên Facebook, trên Zalo hiện nay có rất nhiều các nhóm
rất nhiều các nhóm, thì chúng ta có thể vào đó đăng tin, bán hàng, khuấy động và tạo ra cái giá trị thương hiệu cho mình và tìm kiếm khách hàng. Trong giai đoạn hiện nay thì tất cả các kênh online đều được ưa chuộng. Thế nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng là chúng ta đang ở trong cái bối cảnh đó là thị trường bất động sản đang khá là chững. Video này tôi đang làm vào tháng 8 năm 2022. Thì sau những cái sự cố pháp lý, các cái tập đoàn lớn như là FLC hay là Tân Hoàng Minh có những cái sự cố về pháp lý khiến cho các cái nhà đầu tư cũng cảm thấy là cần phải thận trọng hơn, và các cái đơn vị phát triển bất động sản cũng thận trọng hơn trong cái hoạt động phát triển dự án cũng như là huy động vốn. Chính vì vậy nó là một cái đợt điều chỉnh rất lớn về thị trường. Và theo một số những chuyên gia dự báo thì giá của bất động sản ở nhiều khu vực sẽ đi xuống. Tuy nhiên trong dài hạn, có thể từ 6 tháng đến 9 tháng tiếp theo, thì giá của bất động sản lại đi lên và tiếp tục chu kỳ tăng trưởng mới. Bởi vì bất động sản là một trong những ngành lớn của nền kinh tế, và khi bất động sản phát triển thì nó kéo theo khoảng 150 các ngành hàng khác nhau cũng phát triển theo. Tôi lấy thí dụ như là ngành vật liệu xây dựng, đúng không ạ? Ngành xây dựng cung cấp lao động cho lĩnh vực xây dựng, rồi thì các cái nhà thầu phụ, rồi thì ngành logistics vân vân đều được phát triển. Thì cái trang giao vặt cũng là những cái trang mà chúng ta nên lựa chọn. Gửi email marketing cũng là một trong những cái phương pháp chúng ta có thể gửi email đến những cái tập khách hàng cũ, cũng như là quảng cáo qua Gmail. Muốn chạy quảng cáo qua Gmail, ví dụ như là chúng ta có thể lướt trên Gmail như thế này. Chúng ta sẽ vào đây Gmail, đúng không ạ? Ok. Đó. Đấy, thì chúng ta cũng có thể nhận được những cái quảng cáo ở trên điện thoại di động, và chúng ta cũng có thể xem các cái quảng cáo ở các cái tab khác, đúng không ạ? Ví dụ tab social hay tab promotion. Đấy, thì có rất nhiều các cái quảng cáo các bạn nhìn thấy ở đây. Đó. Thì muốn quảng cáo ở đây được thì các bạn sẽ phải sử dụng công cụ Google Ads, sử dụng Google Ads khám phá. Nếu mà có thời gian này tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo Google Ads. Hiện nay có 6 cái phương thức quảng cáo, ví dụ như quảng cáo tìm kiếm, quảng cáo shopping hay còn gọi là mua sắm, quảng cáo video, đúng không ạ? Quảng cáo hiển thị hay còn gọi là GRN, rồi thì quảng cáo khám phá hay là trên Gmail, và các cái quảng cáo tổng hợp khác. Google cũng có remarketing, và nền tảng quảng cáo của Google cũng khá mạnh. Ngoài Google ra thì nó có YouTube, đúng không ạ? Nó có các GRN và nó có cả Gmail. Ở Việt Nam thì hầu như mọi người cũng sử dụng Gmail rất là nhiều. Đấy. Thì hầu như là chúng ta nhìn thấy quảng cáo rất nhiều ở đây. Tất nhiên quảng cáo có hiệu quả hay không thì lại là một câu chuyện khác nhá. Còn cái phương thức chạy quảng cáo, có thể là quảng cáo trả phí, có thể sử dụng email marketing trả phí, hoặc là gửi Gmail thông thường thôi, gửi Gmail đến một cái lượng khách hàng nhất định. Ưu điểm là dễ dàng gửi, nhưng mà nhược điểm cũng có thể là dễ dàng rơi vào spam, dễ dàng rơi vào spam. Và để học được những cái công cụ như này thì chúng ta phải bỏ thời gian công sức ra nghiên cứu một chút cách thức viết email, cách thức sử dụng email marketing trả phí, cách thức sử dụng email Gmail quảng cáo trên Google Ads khám phá, đúng không ạ? Vâng, chúng ta có thể sử dụng những phương pháp gửi email như vậy. Đấy là đối với hoạt động email marketing. Chúng ta cũng có thể xây dựng các website, các cái diễn đàn về bất động sản, ví dụ như là bất động sản phan anh.com. Sau đó thì tôi có thể chia sẻ những câu chuyện, những xu hướng, những vấn đề trong bất động sản, và trang web của tôi sẽ có một cái lượng truy cập đáng kể. Thì từ đó tôi sẽ có thể giúp và thu hút nhà đầu tư, tôi có thể bán được hàng và tôi có thể thu hút được cả nhân viên tuyển dụng, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể làm nếu như chúng ta muốn xây dựng thương hiệu cá nhân của chúng ta mạnh. Ngoài ra thì chúng ta có thể xây các cái landing page để chúng ta bán một cái dự án cụ thể nào đó. Thí dụ như dự án của Vinhome Ocean Park, Empire bây giờ, đúng không ạ, ở Hưng Yên đang rất là mạnh. Đấy, hoặc là chuyên những cái hàng Vin, chuyên hàng của những cái dự án Nova hay Đất Xanh vân vân. Rất nhiều các dự án thì chúng ta tạo ra các landing page khác nhau, hoặc là chúng ta tạo ra một trang web cụ thể, và sau đó thì cứ mỗi một cái sản phẩm, mỗi một cái dự án thì chúng ta lại đưa cái thông tin vào trang web của chúng ta. Thì các bạn cũng có thể viết một cái trang như vậy,
bằng cách là mua tên miền, thiết kế giao diện, làm hosting, xin lỗi, các bạn cũng có thể mua tên miền, thiết kế giao diện, rồi thì mua hosting và thuê công ty PA Marketing của thầy Phan Anh để làm web, hoặc là để được chạy quảng cáo thuê trên nền tảng Facebook, Google, vân vân. Công cụ tiếp theo đó là công cụ Google, thì tôi cũng vừa hướng dẫn cho các bạn đúng không ạ? Chúng ta có Google tìm kiếm, chúng ta có Google hiển thị, vân vân. Thế thì ví dụ như đây chúng ta có thể vào Google chúng ta xem như thế này. Chúng ta sẽ mua, bây giờ ta tìm là Vinhome Ocean Park 2 đúng không? Enter một phát thì chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều các cái quảng cáo đang hiển thị ở đây. Đó. Đó, đây là ví dụ một quảng cáo có chữ AD màu đen đấy ạ. Hai quảng cáo, ba quảng cáo, bốn quảng cáo. Vâng. Và khi chúng ta nhấp vào cái quảng cáo này, chúng ta nhìn thấy có số điện thoại vân vân. Tương tự như vậy thì chúng ta tìm những cái từ khóa khác trong những cái dự án khác thì chúng ta sẽ thấy. Thì cái cách mà chạy quảng cáo này được thì cũng dễ thôi. Một là chúng ta sẽ có công cụ Google Ads ở địa chỉ là ads đúng không ạ? .google.com. Đó, chúng ta tạo tài khoản. Sau đó thì chúng ta tạo landing page, sau đó là chúng ta chạy quảng cáo và nghiên cứu từ khóa. Ví dụ như là nghiên cứu từ khóa thì chúng ta có công cụ là keywordtool.io hoặc là công cụ LAR. Các công cụ ở đây chúng ta vào chúng ta nghiên cứu từ khóa xem là dân tình đang tìm cái từ khóa gì về cái lĩnh vực đó. Rất nhiều. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng Google Keyword Planner có sẵn trong Google để chúng ta làm nghiên cứu. Ví dụ như là chúng ta sẽ đánh vào đây là Vinhome Ocean Park. Ok, chúng ta search. Thế thì chúng ta nhìn thấy là đây là có 421 từ khóa liên quan đến cái từ khóa này. Thế thì những cái từ khóa có liên quan thì chúng ta chạy hoặc là chúng ta làm SEO web đúng không ạ? SEO là Search Engine Optimization. Đó. Bất kỳ cách nào cũng được để tạo ra khách hàng. Thì chúng ta thường là đi tìm khách hàng, thế nhưng mà cách để tạo ra khách hàng thì chúng ta lại không làm. Cách để tạo ra khách hàng đó chính là làm web, đó chính là viết bài SEO web, đó chính là chạy quảng cáo Google Ads, đó chính là làm kênh YouTube về bất động sản, đó chính là phát triển Facebook và hội nhóm về bất động sản, đó chính là viết sách về bất động sản, đó chính là mở các khóa học hướng dẫn đầu tư về bất động sản, vân vân. Đấy là những cái cách tốt để chúng ta có thể xây dựng thương hiệu để mà phát triển trong cái lĩnh vực của chúng ta. Vâng. Ưu điểm là tìm kiếm được khách hàng có nhu cầu thật sự, đúng không ạ? Thay vì chúng ta phải gõ cửa từng nhà để hỏi xem có ai mua bất động sản không. Đó, nhưng mà nhược điểm thì chúng ta sẽ mất một cái khoản chi phí. Mỗi một cái click vào cái đó thì chúng ta có thể mất từ 20, 30, thậm chí là 50 nghìn cho một lượt click, phụ thuộc vào việc là cái bất động sản đó đắt hay rẻ, mức độ cạnh tranh có lớn hay không, đúng không ạ? Vâng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo Google hiển thị trên cái mạng hiển thị của Google, thì chúng ta sẽ đưa cái hình ảnh hoặc là đưa cái video của chúng ta đưa lên trên công cụ Google. Như tôi đã nói là Google có 6 cái hình thức quảng cáo: Google tìm kiếm, Google hiển thị, Google video, Google khám phá, Google shopping, đúng không ạ? Và những cái Google tổng hợp khác. Thì chúng ta sẽ học một cái khóa học về chạy quảng cáo Google trên nền tảng là Google Ads và dành riêng cho thị trường bất động sản. Thì trước đây tôi cũng chạy quảng cáo Facebook của Google cho nhiều dự án lắm. Có những cái dự án lớn của Sen Group hay là có những cái dự án của các cái tập đoàn Vin các thứ, thì các bạn sale hoặc là các giám đốc kinh doanh họ cũng thuê tôi chạy rất nhiều. Làm SEO web thì cũng là một cái khoảng thời gian rất là lâu, mất thời gian nhưng mà đổi lại thì chúng ta lại không mất chi phí. Thì chúng ta sẽ có một cái trang bất động sản tên là Bất động sản Phan Anh hay Bất động sản ABC.z. Sau đó hàng ngày chúng ta sẽ viết bài và chúng ta học các kỹ thuật SEO. SEO thì nó khó ở cái kỹ thuật và cái khả năng viết bài. Thế thì tôi có thể hướng dẫn cho các bạn các cái kỹ thuật viết bài mà số lượng bài viết rất nhanh, rất dài và rất chất lượng. Thế nhưng mà lại không mất nhiều thời gian. Và các kỹ thuật SEO ví dụ như tiêu đề, URL, thẻ meta, meta descript, rồi thì
hashtag rồi để viết snippet vân vân, rất nhiều những cái yêu cầu như vậy chúng ta cũng có phải học một chút, rồi kỹ thuật viết, rồi kỹ thuật lập từ, rồi từ khóa chính, từ khóa phụ, từ khóa dài, từ khóa ngắn, đấy, rồi thì những cái thẻ vân vân, để làm sao mà chúng ta có thể sợt từ khóa nó lên được, sell được cái dự án đó. Đấy. Chúng ta cũng cần có một cái trang web xịn, tốc độ nhanh, tối ưu và thân thiện với mobile, thân thiện với Google, tốc độ tải trang tốt, đúng không ạ? Thì đấy là những cái yêu cầu tối thiểu. Và công cụ cũng rất là mạnh, đấy là công cụ Facebook. Thì riêng nền tảng Facebook cho bất động sản thì chúng ta có Facebook Ads và quảng cáo, Facebook Groups, các hội nhóm rất là hiệu quả. Facebook cá nhân, mình phải xây dựng thương hiệu và có được thương hiệu, có một cái lượng lượt theo dõi lớn và có một cái lượng nhà đầu tư người ta quan tâm đến mình. Hoặc là chúng ta cũng có thể live stream tư vấn, live stream chia sẻ những cái nội dung về kiến thức về bất động sản. Chúng ta có thể viết các bài viết về bất động sản và xu hướng. Ví dụ như bây giờ là xu hướng mọi người đang rất là cắm đầu, đúng không? Thì đang rất là sợ, thì mình có thể là đưa ra những cái dự báo và trấn an. Thế rồi thì chúng ta cũng có thể là sử dụng Reels hoặc là Watch, tức là những cái video chúng ta đưa lên đây, chúng ta làm những cái video ngắn về bất động sản, chúng ta đưa lên đây. Tương tự như thế, đúng không ạ? Chúng ta cũng có những cái công cụ để chúng ta đi quét các hội nhóm, chúng ta gia nhập, chúng ta đăng các bài viết ở trên Marketplace. Đấy là những cái cách mà chúng ta sẽ làm để mà chúng ta phát triển được. Nhưng mà nhanh nhất và dễ nhất thì chúng ta chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo của Facebook thì nhắm chọn rất là chi tiết. Thì trong kênh TikTok của tôi đã có, xin lỗi, kênh YouTube của tôi cũng đã có cái video hướng dẫn chạy quảng cáo của bất động sản trên Facebook rất là kỹ rồi. Thì các bạn có thể tìm xem nhé. Thì chúng ta chạy được tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, hành vi, thu nhập của họ vân vân. Sau đó chúng ta target vào cái đối tượng. Thì trước đây tôi chạy cho những cái dự án của Sen, của Vin, rồi thậm chí là kể cả những cái dự án bất động sản nước ngoài, rồi nghỉ dưỡng, rồi thì mua bất động sản ở nước ngoài để lấy cái thẻ vĩnh trú hay thẻ định cư ở nước ngoài, tôi cũng chạy quảng cáo nên tôi cũng khá là hiểu. Thì nó có nhiều loại chạy quảng cáo, nhiều mục tiêu khác nhau, thì các bạn phải bỏ thời gian ra học Google riêng, Facebook riêng, thậm chí là TikTok riêng, thậm chí là Zalo riêng. Làm kênh YouTube thì các bạn có thể làm kênh YouTube về bất động sản, về môi giới, về hướng dẫn, có bao nhiêu loại bất động sản, đúng không ạ? Review của các kênh bất động sản, phương thức đầu tư về bất động sản. Thế rồi thì chúng ta chia sẻ, chúng ta nói, chúng ta xây kênh. Trên YouTube thì chúng ta có thể nói thoải mái giống như tôi, nói rất dài. Còn chúng ta đưa lên Facebook thêm, chúng ta đưa lên Zalo thêm, và đặc biệt là TikTok. TikTok là cái video ngắn, và Reels của Facebook cũng là video ngắn. Thì chúng ta cũng nên có những cái video ngắn cô đọng, xúc tích và sáng tạo, chúng ta đưa lên Reels, đưa lên TikTok hoặc là đưa lên Instagram. Reels cũng là những cái kênh rất là tốt cho chúng ta. Xây kênh TikTok hay là xây kênh YouTube hay là xây kênh Facebook Reels Watch thì đều phải sử dụng video. Cho nên là chúng ta phải có kịch bản, chúng ta phải có khả năng thuyết trình, và chúng ta phải có khả năng diễn thuyết, và chúng ta phải chăm chỉ xây dựng, nói về những cái tri thức như thế này. Có thể hay, có thể dở, có thể hấp dẫn, có thể hài hước. Thế nhưng mà quan trọng là chúng ta phải dành thời gian cho nó. Cũng giống như tôi đang phải dành thời gian làm cái video này cho các anh chị và các bạn. Biết đâu đấy tôi có 5 người xem, 10 người xem, 100, 1.000 người xem. Và cái uy tín thương hiệu của tôi trong lĩnh vực về kinh doanh online, về marketing, về bán hàng trực tuyến, thì các bạn đã biết đến, sau đó thì các bạn sẽ mua hàng của tôi, đúng không ạ? Có thể mua bất động sản của tôi, có thể xin ý kiến về tôi về bất động sản, có thể mua khóa học về marketing của tôi, có thể thuê tôi tư vấn, vân vân, rất nhiều như vậy nhá. Thì đưa lên YouTube thì cũng phải chú ý là phải biết SEO YouTube, đúng không ạ? Từ khóa, thẻ, rồi thì viết mô tả, rồi dùng hashtag của YouTube nữa. Rồi chúng ta cũng có thể sử dụng các phần mềm để sắp chéo link, rồi đi comment dạo để tăng cái lượt sắp, rồi tăng cái lượt xem cho kênh lên. Rồi Google, địa điểm, đúng không ạ? Cái này thì chúng ta có thể sử dụng công cụ tên là Google My Business để chúng ta tạo ra những cái địa điểm cho cái dự án của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có những cái kênh mới, ví dụ như là kênh TikTok, đúng không ạ? Các bạn có thể làm TikTok về bất động sản 1 phút cũng rất là hay. Ví dụ như là Phan Anh Bất Động Sản,
nó ngày nào cũng dành ra 1 phút diễn những cái kịch bản vui vui, hài hài, hoặc là những góc nhìn sáng tạo, góc nhìn mới mẻ về bất động sản, đúng không ạ? Rồi, hoặc là chúng ta có thể đưa ra các bản tin bất động sản, chuyển động thị trường bất động sản, đầu tư bất động sản, đúng không? Tương tự như thế, có một kênh nữa là một kênh mà cũng rất là hot mà các bạn ít khi sử dụng, đó là kênh Telegram. Kênh Telegram các bạn có thể vào đây các bạn tìm kênh Telegram đó. Telegram là một kênh rất đặc biệt tại thị trường Việt Nam, là một kênh rất đặc biệt. Ở đây thì nó có chứa những cái hội nhóm chuyên về đầu tư, chuyên về đầu tư, đặc biệt là tiền ảo, forex, coin khủng, các thứ, các cái loại đầu tư mà có những cái rủi ro rất cao thì nó hội tụ ở trên Telegram. Đấy. Thế thì ở đây có rất nhiều các cái hội nhóm và họ đang đầu tư. Thế thì đây chính là một cái lượng khách vô cùng tiềm năng cho các bạn. Nhiệm vụ của các bạn là phải vào kênh Telegram, vào kênh Telegram. Sau đó các bạn join vào các hội nhóm, các bạn xây dựng thương hiệu, các bạn tìm kiếm khách hàng và các bạn chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng và chuyển đổi thành các cái khách hàng mua hàng trực tiếp của chúng ta. Đó. Thì đây là một kênh chúng ta cũng có thể là có thể mua quảng cáo của Telegram, chúng ta cũng có thể là join kênh, chúng ta có thể xây hội nhóm và chúng ta có thể join hội nhóm. Nhưng mà xin lưu ý là Telegram cũng là một cái kênh mà có rất nhiều những cái sự phiền toái. Thí dụ như là các cái hội nhóm chuyên về sách, rồi hội nhóm chuyên về sugar baby các thứ rất nhiều. Nó sẽ hơi phiền toái, hơi mệt mỏi một chút. Chúng ta phải phải gạn đục khơi trong, chúng ta phải sàng lọc thôi. Thì mỗi một kênh nó có một cái ưu và nhược riêng. Nhưng mà tôi khẳng định rằng kênh Telegram là kênh mà gần như đang trú ẩn rất rất nhiều các nhà đầu tư ưa thích đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là về coin, về forex, về trading hàng hóa. Thế thì chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ tìm được cái lượng khách hàng khá là phù hợp hoặc là những người có cùng tần số với chúng ta. Ok, nếu mà các bạn vào kênh này mà các bạn không biết sử dụng hoặc là chưa biết làm như nào thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Một cái kênh nữa đó là kênh Tinder. Kênh Tinder là một kênh mà chuyên về hẹn hò. Thế thì chúng ta cũng có thể sử dụng Tinder, ví dụ như chúng ta tạo ra một cái profile của chúng ta rất đẹp. Hồ sơ rất đẹp, hình ảnh rất đẹp, nóng bỏng, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ viết bio, tức là viết mô tả. Tôi là một cái người môi giới bất động sản, tôi là một cái người mà có cơ hội giúp các bạn kiếm tiền vân vân mây mây. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ matching, tức là kết nối với những người. Lên đây thì hầu hết mọi người sẽ có xu hướng là tìm bạn gái, tìm bạn trai, tìm bạn tình vân vân. Thế nhưng mà chúng ta lại khai thác Tinder dưới góc độ, đúng không ạ? Chúng ta lại khai thác Tinder dưới góc độ là chúng ta là những cái người mà bán hàng, chúng ta tìm kiếm các nhà đầu tư. Tất cả các thông tin đều là thật nhá. Chúng ta không lừa dối gì cả. Và chúng ta sẽ mua một cái gói, chúng ta sẽ mua một cái gói trả phí của Tinder, tức là chúng ta có thể quét bất kỳ ai và chúng ta có thể sàng lọc được bất kỳ ai thì chúng ta match. Còn cái gói miễn phí thì chúng ta không match được theo ý của chúng ta. Có thể mua cái gói đấy 300-400 nghìn một tháng gì đó, tôi cũng không biết chính xác thì tôi chưa mua. Xây dựng một cái bio gồm có 12 bức ảnh đẹp, gồm có 12 bức ảnh đẹp được chưa? Và viết bio thông tin số điện thoại Zalo rồi thì rất là rõ ràng đó, để người ta vào kết bạn, người ta quét với mình và từ đó mình chuyển đổi vớt sang Zalo hoặc là vớt sang Facebook và chúng ta hẹn hò trực tiếp để chúng ta bán hàng. Hãy nhớ rằng ở đây là tôi đang hướng dẫn cách bán hàng nhá, chứ tôi không đang hướng dẫn là những cái ý đồ xấu khác. Các bạn xem thì các bạn phải sàng lọc thôi. Kênh thì nó không xấu, còn mục đích sử dụng thì nó mới xấu, đúng không ạ? Ví dụ như Facebook này, Google này, YouTube này, Zalo này, TikTok này, đúng không ạ? Rồi Telegram này, rồi Tinder này, chúng ta thấy có rất nhiều kênh, kênh các cái trang giao vặt trả phí quảng cáo như là bất động sản hay mua sắm hay mua bán này đấy, kênh rất nhiều. Nhưng mà chúng ta phải làm chủ kênh, cái gì mất tiền thì chúng ta sẽ quảng cáo, cái gì không mất tiền thì chúng ta sẽ phải mất công sức để chúng ta làm. Cũng giống như thầy Phan Anh ấy, bỏ công, bỏ sức, bỏ tri thức ra nói xa xả như này trên kênh YouTube của mình để các bạn có tri thức, đúng không? Rồi thì tôi sẽ gợi ý như vậy một số những cái kênh chính. Còn các bạn học thì các bạn phải học chi tiết, chứ còn nói khơi khơi như đấy chưa làm được đâu ạ. Các kênh offline thì vẫn ví dụ như tờ rơi,
rồi flyer, rồi catalog, rồi những cái sale kit, hợp đồng in ấn chúng ta phải có sẵn sàng đúng không? Tổ chức các cái sự kiện bán hàng, sự kiện ca nhạc, rồi sự kiện tri ân khách hàng, các sự kiện đầu tư, các sự kiện về hội thảo, vân vân, rồi đăng trên các cái tạp chí, báo in, báo giấy, rồi thì tư vấn trực tiếp, rồi tuyển dụng hệ thống bán hàng, tuyển dụng các cái sale vào cùng chạy, đúng không ạ? Cùng chạy, vân vân. Thì đấy là những cái kênh chính và kết hợp với các cái bộ công cụ bán hàng. Đối với một người làm sale thì các bạn nên có những cái kỹ năng. Thứ nhất là kỹ năng bán hàng tốt, kỹ năng đọc vị khách hàng, thấu hiểu khách hàng, kỹ năng tư vấn và chốt sale, kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt đó, và các bạn có những cái kỹ năng về marketing online để tìm kiếm khách hàng. Hãy nhớ rằng bạn đi tìm khách hàng thì bạn phải tập trung vào những kênh để tạo ra khách hàng. Đấy. Có một cái sai lầm rất lớn là các bạn luôn luôn muốn đi tìm khách hàng nhưng mà lại cái kênh để tạo ra khách hàng thì các bạn không xây. Ví dụ như Facebook, ví dụ như web, ví dụ như YouTube, ví dụ như TikTok, ví dụ như Zalo, ví dụ như Tinder, ví dụ như là Telegram, đúng không ạ? Rất nhiều kênh. Thế còn chi tiết là các bạn muốn học chuyên sâu và được tư vấn phát triển sự nghiệp. Tôi thì rất là mạnh về digital marketing và kinh doanh online, chạy quảng cáo cho các dự án nói chung và bất động sản nói riêng cũng rất nhiều. Đi huấn luyện cũng cho nhiều tập đoàn lớn rồi. Thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Còn thông tin của tôi thì rất là sẵn, các bạn có thể liên hệ qua bất kỳ cái kênh nào, từ kênh Facebook cho đến kênh Hotline, Zalo, đến email, đến YouTube, đúng không ạ? WhatsApp đều có. Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Nếu có thời gian thì tôi sẽ tiếp tục sản xuất những cái video chi tiết hơn và chất lượng hơn nữa dành cho các anh chị và các bạn. Xin chào và xin chúc các anh chị và các bạn thành công.